Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hỏi Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì đừng quên bấm một nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút subscribe để luôn luôn cập nhật những video hữu ích phía sau nhé. Rồi, một chiếc đồng hồ nam chất lượng Thụy Sĩ, thiết kế khỏe khoắn chắc chắn, mặt số trực quan dễ nhìn, bất kẹt đưa ra chỉ mỗi 5 triệu thì liệu có mua được chiếc đồng hồ đây không? Thì với những yêu cầu bất khả thi đó và để chúng ta toàn vẹn được thì quả thật là rất là khó. Chúng ta phải đồng ý là mất này mất kia. Nhưng với chiếc đồng hồ Canino mình đang cầm trên tay có mã là C4493-1 thì đây sẽ là một câu chuyện khác hoàn toàn. Vậy thì chiếc đồng hồ này sẽ có những đặc điểm gì nó bật thì ngay bây giờ mời bạn cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì chiếc đồng hồ này nó sẽ cho mình một cái ấn tượng nhìn ban đầu, nhìn nó khá là chắc chắn. Các bạn sẽ có phần vỏ này được làm khá là rõ nét và làm khá là to bản. Nhìn vào các bạn sẽ cảm thấy được cái sự đậm chắc của chiếc đồng hồ này. Và riêng cảm nhận của mình là khi mình đã cầm được khá là nhiều mẫu đồng hồ Canino rồi đó thì tất cả những chiếc đồng hồ Canino nó đều cho mình một đặc điểm mà mình cảm thấy đây là ưu điểm mà mình cực kỳ quý luôn, đó chính là sự đầm chắc của chất liệu thép trên những chiếc đồng hồ này. Không phải là những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nào cũng làm được mà kiểu thép thế này nha. Cầm vào thì đầm nè, và chúng ta rờ vào độ hoàn thiện cực kỳ có, nó rất là mượt chứ không phải là xù xì hay là có kỳ bất kỳ cái cạnh nào chúng ta rờ vào chúng ta cảm thấy nó bị thô ráp hay là nó bén cả. Rất là ngon lành đó. Phải nói là chất lượng thép của Canino làm trên những chiếc đồng hồ của họ phải gọi là ok. Số 1, chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay thì nó sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó là con số 40mm và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này sẽ là 8mm. Đây, phần bản khóa của chiếc đồng hồ thì đây là một điểm mình khá là thích. Thứ nhất là nó thiết kế dạng bấm thế này, mình nó không có kiểu mà móc móc thế này nữa, mình không thích cái kiểu móc vào đâu, đôi khi nó bị đau tay và nhiều lúc nó bị kẹt hay gì đó thì rất là nặng. Mở ra, phần bản khóa thì lại rất là dày. Và trên bản khóa này thì các bạn sẽ có khắc laser một số chi tiết ở đây. Đó, như là cái phiên bản này nó được đăng ký nè và thép không rỉ nè trên phần dây này luôn. Ướm thử trên cổ tay 17.5 của mình nha. Đó, cái cảm nhận của mình á, đây là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nhưng mà khi mình đeo bên cổ tay thì nó rất là ôm. Đó các bạn thấy không? Có những cái khoảng hở này nè, rất là ít. Nó không có hở ra nhiều. Đó, và nếu mà cắt cái dây chiếc đồng hồ này chắc mình cắt cũng độ khoảng tầm 2 mắt à, là mình đeo vừa cái đồng hồ liền. Phải gọi là có lẽ là do cái phần thiết kế vỏ này, cái phần lace nó hơi thiết kế nó bầu bầu, nó ôm sát cái cổ tay của mình cho nên mình sẽ cảm thấy được sự vừa vặn và thoải mái khi sử dụng chiếc đồng hồ này. Phần vỏ và dây của mẫu Canino này thì được hoàn thiện bằng thép không rỉ thì chắc chắn rồi, nãy mình có giới thiệu. Và phần dây này sẽ có kiểu thiết kế là theo ngôn ngữ là oyster, nó sẽ có đánh bóng demi hay dọc ở đây. Đấy, nhìn cũng khá là chắc chắn và nó vẫn nhìn nó cũng đều đặn tại vì nó có những cái đánh bóng như thế này mà. Rồi trên bản khóa dây thì các bạn sẽ khắc logo Canino và dòng chữ thương hiệu ở đây. Cùng quay trở lại mặt trước thì các bạn sẽ có cái phần mà đánh bóng phản gương ở phần viền bảo vệ này và cặp hai bên hông của chiếc đồng hồ. Thì theo mình đánh giá nha, mình sẽ thích cái kiểu mà đánh bóng cái phần benzen. Ok, chắc rồi, nhìn nó bóng bẩy hơn, nhìn nó đều đà hơn. Tuy nhiên nếu mà đánh bóng hai cạnh này thì mình không thích lắm. Bởi vì sao? Hai cạnh này là nơi mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc chiếc đồng hồ. Thứ nhất là khi mình về mình đặt chiếc đồng hồ lên bàn, một số người thì có thói quen đặt như thế này, nhưng một số người trong phòng làm việc á, chúng ta muốn theo dõi thời gian thì các bạn lại hay đặt thế này. Điều này dẫn tới tình trạng là những cái phần cạnh hông này sẽ rất là dễ trầy theo thời gian, và muốn nó đẹp trở lại các bạn cần phải đi xì ba đánh bóng lại các thứ. Và đôi khi chúng ta để chiếc đồng hồ bên tay, đúng không, tay chúng ta đi đưa tay qua đưa tay lại thì những bộ phận này nó hay đập vào những chi tiết như là cạnh bàn, cạnh ghế này kia nọ thì nó cũng rất là dễ dàng bị xước đó. Cho nên mình sẽ không thích cái kiểu hoàn thiện mà đánh bóng như này, thà là nó làm nhám kim loại luôn thì nhìn nó sẽ chắc chắn mà nó hầm hố hơn nhiều hơn. Rồi, tấm kính được trang bị ở chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có một tấm kính sapphire nguyên khối, và đặc biệt chiếc đồng hồ này sẽ có mức chắn nước của nó là khoảng 5 ATM, tương ứng khoảng là 50 mét nước. Rồi bây giờ mình sẽ nói sâu hơn về phần mặt chi tiết bên trong của chiếc đồng hồ đi. Thì chiếc đồng hồ này sẽ có một tấm nền dial là màu trắng. Thì mình nghiêng nghiêng thì mình thấy tấm nền màu trắng này nó sẽ không có bất kỳ họa tiết là chảy tia hay gì cả. Nó là một màu trắng trơn luôn. Và cái màu trắng này thì nó hơi có hiệu ứng là nó hơi đục đục nhẹ chứ không phải là trắng, mà là trắng toát luôn. Nó hơi ngà ngà một xíu. Các bạn sẽ có những con số Arab ở vị trí định vị giờ nè, hay là chúng ta hay gọi là mặt số học trò đó. Logo Canino, dòng chữ Sapphire hay là Swiss Made như này để nói là đây là chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Ở vị trí 3 giờ qua thì các bạn sẽ có một
ô cửa sổ chữ nhật nhỏ để xem là hôm nay là ngày bao nhiêu. Đó, các bạn sẽ thấy được cái ô lịch ngày chúng ta. Ở vị trí như là 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ thì các bạn sẽ có thêm những cái chấm định vị dạ quang nhỏ để giúp các bạn xem thời gian trong bóng tối. Và 12 giờ thì nó sẽ là hai chấm chứ không phải là một chấm như là những vị trí kia. Kim giờ, kim phúc tinh trí đồng hồ này thì đây là một sự biến tấu giữa kiểu thiết kế alpha. Cái kiểu thiết kế alpha thì nó sẽ cố gắng nó vuốt nhọn hình hình tam giác và sẽ bóp cái phần chân lại, nó tương tự là những cái thanh kiếm của những đấu sĩ hồi là thời phương Tây cổ đại. Tuy nhiên thì chiếc đồng hồ nó sẽ tùy biến lại một xíu, thì nó sẽ vuốt về khá là nhỏ và đầu kim nó sẽ vuốt nhọn y như là cái kiểu thiết kế là kim cây bút chì. Đồng thời kim giờ kim phúc chiếc đồng hồ này thì nó vẫn có vạch dạ quang để các bạn dễ dàng theo dõi thời gian trong môi trường chiếu sáng. Ok, và đó là thông tin sơ qua về chiếc đồng hồ Canino C4493-1 này. Một chiếc đồng hồ mà theo mình đánh giá là một chiếc Swissmatch chúng ta đáng mua trong tầm giá 5 triệu. Thì mức giá chính thức của chiếc đồng hồ này đang niêm yết tại showroom mỗi chiều sẽ là 5.370.000. Thì mà các bạn nghĩ là chiếc đồng hồ này chúng ta đáng để mua không thì bạn hãy comment để lại bình luận phía dưới nhé. Và nếu các bạn muốn mình review nhiều hơn cũng như là so sánh chiếc đồng hồ này với những phiên bản đồng hồ khác thì đừng ngần ngại, hãy để lại ngay phía dưới và mình sẽ trả lời những cái bình luận đó. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, và đừng quên nếu cảm thấy nội dung video hay vô ích thì đừng quên bấm nút like, share cho bạn bè và nút đăng ký, nút chuông để luôn luôn cập nhật những video mới nhé. Rồi, tạm biệt các bạn.